Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục bình luận quốc tế duy nhất trên kênh Thế giới nghiêng. Thưa quý vị và các bạn, dường như đang diễn ra một làn sóng tẩy chay ở một loạt quốc gia nhằm vào một trong những công cụ gây ảnh hưởng tư tưởng và văn hóa của Trung Quốc ở nước ngoài là các viện Khổng Tử và các trường đại học của nước này. Và đằng sau làn sóng tẩy chay này là những nghi ngờ ngày càng tăng về việc chính trị đội lốt học thuật. Trong chuyên mục bình luận quốc tế ngày hôm nay, mời quý vị cùng Thế giới nghiêng bàn về các viện Khổng Tử của Trung Quốc đối mặt với làn sóng tẩy chay toàn cầu. Một bài phân tích của nhà báo tác giả Lập Nguyễn. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Làn sóng tẩy chay các viện Khổng Tử mới đây đã lan đến Nhật Bản và Hàn Quốc, khi tại hai quốc gia này, nhiều nhà hoạt động và chính trị gia cùng lúc lên tiếng kêu gọi chính quyền tiến hành điều tra hoặc đóng cửa các trường đại học do Trung Quốc thành lập. Trước đó, hệ thống các viện Khổng Tử của Trung Quốc đã bị phản đối tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Mỹ, Canada, châu Âu và Australia. Các nước này tố cáo viện Khổng Tử đã giúp Bắc Kinh, ngoài việc quảng bá hình ảnh và sức mạnh mềm của nước này, còn có hành vi can thiệp thô bạo đến tự do ngôn luận hoặc hỗ trợ hoạt động gián điệp tại các nước sở tại. Được biết, hệ thống các viện Khổng Tử được thành lập trên khắp thế giới trong hơn một thập niên qua, với cơ sở nước ngoài đầu tiên được thiết lập tại Seoul, Hàn Quốc vào năm 2004 nhằm mục tiêu quảng bá và giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, cổ suý những nguyên tắc cho Khổng Tử đề xướng liên quan đến vấn đề đạo đức con người. Viện Khổng Tử ban đầu là ý tưởng của Lưu Diên Đông, cựu phó thủ tướng và là cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, khi bà này phụ trách ban công tác Mặt trận Thống nhất, cơ quan chủ quản các viện Khổng Tử và là văn phòng Hội đồng Tiến hóa Quốc tế, hay còn gọi là Hán Biện, có trụ sở tại Bắc Kinh. Chương trình giảng dạy của viện Khổng Tử bắt đầu được triển khai vào năm 2004 và do Hán Biện chịu trách nhiệm về mặt tài chính. Các viện Khổng Tử hoạt động thông qua việc hợp tác với các chương trình đại học liên kết tại các quốc gia, còn chương trình lớp học Khổng Tử được thực hiện thông qua việc liên kết với các trường tiểu học và trung học hoặc với các trường đại học tại các quốc gia sở tại. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2016, Hán Biện đã chi hơn 2 tỷ đô la cho hoạt động của các viện Khổng Tử trên khắp thế giới. Tuy nhiên, từ năm 2017 trở đi, Hán Biện không còn thông báo công khai về số tiền chi tiêu cho chương trình này nữa. Đáng chú ý, trong một chỉ thị vào đầu tháng 7 năm 2020, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết trụ sở Viện Khổng Tử tức Hán Biện đã được đổi tên thành Trung tâm Hợp tác và Giáo dục Ngôn ngữ của Bộ này. Học viện Khổng Tử theo phía Trung Quốc là tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, được lập ra với mục đích quảng bá tiếng Hoa và nền văn hóa Trung Hoa cũng như truyền bá tư tưởng Nho giáo ra thế giới. Hoạt động của các viện này là hết sức phong phú và đa dạng, bao gồm giảng dạy và đào tạo giáo viên tiếng Hoa, tổ chức thi trình độ tiếng Hoa, chứng chỉ quốc tế về tiếng Hoa HSK, trình chiếu các bộ phim Trung Quốc, tư vấn du học, dạy thư pháp, nấu ăn, thái cực quyền, tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa, hữu nghị. Nhằm mở rộng ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa trên khắp thế giới, các viện Khổng Tử được tài trợ một nửa bởi nước chủ nhà và một nửa còn lại bởi Trung Quốc. Riêng tại các nước đang phát triển, các cơ sở này được tài trợ toàn bộ bởi chính quyền Trung Quốc. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, tính đến cuối năm 2018, đã có tổng cộng 548 viện Khổng Tử được thành lập trên khắp thế giới, với hơn 1.193 lớp học Khổng Tử được tổ chức tại các trường tiểu học và trung học ở 5.665 địa điểm tại 162 quốc gia và vùng lãnh thổ. Học viện Khổng Tử được coi là tổ chức tương tự những mô hình xúc tiến ngôn ngữ và văn hóa của nhiều nước khác như Alliance Française của Pháp, American Center của Mỹ, Ritzy Kaiser của Anh, Viện Goethe của Đức. Tuy nhiên, một số quốc gia không chấp nhận điều này vì họ cho rằng các viện Khổng Tử được Bắc Kinh sử dụng như một công cụ để tuyên truyền nhằm mục đích chính trị. Các viện Khổng Tử bị các nước này coi là không trung lập trong việc diễn giải những vấn đề nhạy cảm, nên sự hiện diện của chúng đã và đang gây ra rất nhiều tranh cãi. Tại Mỹ, mặc dù nhu cầu học ngôn ngữ tiếng Hoa và văn hóa Trung Quốc hiện là rất lớn, nhưng chính quyền Mỹ lại tỏ ra hết sức cảnh giác với các viện Khổng Tử được chính phủ Trung Quốc tài trợ. Và Washington hiện ban hành nhiều đạo luật nhằm đối phó với điều mà họ gọi là mối đe dọa an ninh từ các viện này. Hoạt động của các viện Khổng Tử đã chịu sự giám sát chặt chẽ hơn trong những năm gần đây. Tiếp sau một bản báo cáo được đưa ra vào năm 2014 của Hiệp hội các giáo sư đại học Mỹ AAUP, báo cáo này đã yêu cầu các trường đại học Mỹ hoặc tiến hành thương lượng để đảm bảo môi trường tự do học thuật hoặc đóng cửa các viện này. Một báo cáo khác của Hiệp hội các học giả quốc gia Mỹ vào năm 2017 đã tiết lộ về cái mà họ gọi là cách thức mà chính quyền Trung Quốc tiến hành nhằm xâm nhập vào các trường đại học Mỹ với mục đích nâng cao hình ảnh và ảnh hưởng của Trung Quốc ở bên ngoài. Năm 2019, Christopher Rice, giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, đã ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ông này tố cáo các viện Khổng Tử
là một công cụ truyền thông để chính quyền Trung Quốc truyền bá các tư tưởng tuyên truyền của mình, khuyến khích việc kiểm duyệt và hạn chế tự do học thuật. Theo Grace, các hoạt động đáng ngờ của nhân viên này là hết sức đa dạng, từ việc can thiệp vào việc tuyển giáo viên, đề ra chương trình học, tổ chức các cuộc hội họp và lựa chọn những nội dung giảng dạy được cho là cố tình bóp méo lịch sử. Ngoài ra, các viên công tử còn bị tố cáo là đã có hành vi gây áp lực lên các trường đại học Mỹ, buộc các trường này phải ngừng các hoạt động như tổ chức các hội thảo về Đài Loan, cũng như hủy các chuyến thăm của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Các viện này còn bị tố cáo đã tiến hành theo dõi và đe dọa các lưu học sinh Trung Quốc ở nước ngoài nếu có ai trong số đó có hành vi đi chệch đường lối của Bắc Kinh. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc trở thành kẻ thù số 1 của Mỹ, dẫn tới việc Mỹ có một loạt hành động trừng phạt nhằm vào Trung Quốc, trong đó có các viện khổng tử. Tháng 10, 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos cùng gửi thư tới các trường đại học và các quan chức giáo dục các tiểu bang kêu gọi họ nên thực hiện hành động bảo vệ môi trường giáo dục. Hành động của hai ông này diễn ra sau khi có một chỉ thị của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 8, 2020 yêu cầu Trung tâm Viện Công tử tại Mỹ phải đăng ký với tư cách là phái bộ nước ngoài theo Đạo luật Đăng ký Đại diện nước ngoài FARA. Các viện công tử tại Mỹ hiện bị cấm có hành vi gây ảnh hưởng lên các trường đại học là nơi cung cấp khuôn viên cho viện và được yêu cầu phải báo cáo về tất cả món quà tặng có trị giá trên 50.000 USD được gửi tới các trường nói trên. Được biết, theo một báo cáo vào năm 2019 của tiểu ban thường trực về điều tra của thượng viện, có tới 69% trường đại học của Mỹ đã không thực hiện việc báo cáo về các món quà tặng, hợp đồng hoặc đóng góp từ hãng viện có trị giá trên 250.000 USD như được yêu cầu theo luật. Tính từ năm 2017 đến nay, Mỹ đã đóng cửa gần 1/3 số viện khổng tử ở nước này. Tuy vậy, hiện vẫn còn tổng cộng 75 viện khổng tử tại các trường đại học Mỹ cùng khoảng 500 lớp khổng tử ở các trường thuộc cấp tiểu học và trung học. Một số viện khổng tử ở Canada và Australia đã buộc phải đóng cửa do có những cáo buộc là có những hành vi gây ảnh hưởng không phù hợp trong khuôn viên trường. Đồng thời, một số học giả và nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị điều tra, trục xuất, thậm chí đi tù vì tội ăn cắp tài sản trí tuệ. Tháng 8, 2019, bang New South Wales của Australia đã hủy bỏ chương trình của các viện khổng tử trong các trường công lập do lo ngại về ảnh hưởng của nước ngoài. Đáng chú ý, theo ABC News, bang New South Wales là nơi đầu tiên trên thế giới thành lập viện khổng tử nằm trong chương trình giáo dục của mình vào năm 2011. Các mối quan ngại tương tự tại châu Âu trong những năm qua tại một loạt nước như là Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển cũng đã dẫn tới việc đóng cửa các viện khổng tử tại đây. Các trường đại học danh tiếng như là Đại học Leiden ở Hà Lan, Đại học Stockholm ở Thụy Điển và Đại học Lyon ở Pháp đều đóng cửa các cơ sở của viện khổng tử trong khuôn viên của họ. Những viện còn lại được phép tiếp tục hoạt động thì phải chịu những hạn chế và giám sát chặt chẽ hơn. Tại Thụy Điển, quốc gia châu Âu đầu tiên cho phép mở viện khổng tử, chính phủ nước này đã ra lệnh đóng cửa viện khổng tử cuối cùng vào hồi tháng 1 vừa qua và lớp học khổng tử cuối cùng vào tháng 5 mới đây. Quyết định này đưa ra trong một bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và quốc gia này ngày càng xấu đi. Động thái của Thụy Điển được xem cho là xuất phát từ lo ngại an ninh và vấn đề nhân quyền. Đáng chú ý là kế hoạch xây dựng một cơ sở thuộc Đại học Phúc Đáng nổi tiếng của Trung Quốc tại Hungary mới đây đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội tại quốc gia Trung Âu này. Được biết, trước đó Quốc hội Hungary đã thông qua việc tặng khu đất thuộc sở hữu nhà nước của thủ đô Budapest cho phía Trung Quốc và trường Đại học Phúc Đáng có trụ sở tại Thượng Hải này lên kế hoạch xây dựng một cơ sở đào tạo mới tại đây và dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2024 theo thỏa thuận mà Thủ tướng Orbán của Hungary ký với Đại học Phúc Đáng vào tháng 4, 2021. Chi phí cho dự án này dự kiến vào khoảng 1,5 tỷ euro, ước khoảng 1,79 tỷ USD, trong đó phía Trung Quốc bỏ ra 1,3 tỷ euro. Theo một cuộc thăm dò được tiến hành gần đây, kế hoạch xây dựng này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía dân chúng, với khoảng 70% người dân Hungary được hỏi ý kiến đã không đồng ý với việc để phía Trung Quốc xây dựng cơ sở đại học tại đây. Còn các chính trị gia đối lập và các nhà kinh tế Hungary thì cho rằng kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục này là hết sức tốn kém và bày tỏ quan ngại về sự thiếu minh bạch trong dự án. Những người chỉ trích dự án cũng cho rằng hệ thống giáo dục chất lượng cao của Hungary sẽ chịu ảnh hưởng ngày càng lớn vào Bắc Kinh và lo rằng cơ sở giáo dục này của Đại học Phúc Đáng có thể sẽ dẫn đến việc làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở quốc gia châu Âu này. Bộ Giáo dục Ấn Độ mới đây đã chính thức ngừng chương trình dạy tiếng Hoa cho học sinh trung học và tiến hành xem xét việc đóng cửa các viện khổng tử tại nước này, cũng như các thỏa thuận, hợp tác đã được ký kết giữa các cơ quan giáo dục của Ấn Độ và Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước này ngày càng căng thẳng. Nhiều người dân Ấn Độ trước đó đã bày tỏ thất vọng với Trung Quốc liên quan đến đại dịch Covid-19, đã lên tiếng kêu gọi giảm bớt hơn nữa ảnh hưởng của Bắc Kinh ở nước này. Đặc biệt, vào thời điểm tâm trạng tức giận trong nước dâng cao,
bắt nguồn từ cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân đội hai nước ở thung lũng Gawan, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Những căng thẳng âm Mỹ lâu nay giữa hai nước trước đó đã được thể hiện qua việc Ấn Độ cấm một loạt ứng dụng của Trung Quốc, giờ đây đã lan sang lĩnh vực học thuật. Tiếp bước nhiều nước phương Tây, Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia mới nhất ở châu Á tham gia chiến dịch tẩy chay các viện khổng tử của Trung Quốc. Tại Hàn Quốc, các nhà hoạt động cực hữu chỉ trích viện khổng tử là công cụ tẩy não của Bắc Kinh. Còn tại Nhật Bản, chính quyền của Thủ tướng Suga Yoshihide đã cho điều tra về các nguồn tài trợ, hoạt động và mức độ ảnh hưởng của các viện khổng tử tại nước này. Những người Hàn Quốc tham gia các cuộc biểu tình mới đây trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul đã dương biểu ngữ mang dòng chữ không có khổng tử trong các viện khổng tử hay các viện khổng tử chỉ là công cụ tẩy não của Trung Quốc. Những người biểu tình đã lên tiếng chỉ trích việc một số học giả của Hàn Quốc đã so sánh viện khổng tử với những tổ chức văn hóa danh tiếng như Cộng đồng Pháp ngữ, Hội đồng Anh hay Viện Goddard và cho rằng nhiều nhà lập pháp Hàn Quốc đã cố tình làm ngơ vì lo ngại tầm ảnh hưởng và quyền lực của Trung Quốc. Tại Nhật Bản, Bộ Giáo dục nước này xác nhận sẽ tiến hành điều tra tất cả 14 viện khổng tử ở nước này. Trước đó, các viện này bị tố cáo đã có hành vi tuyên truyền và thu thập thông tin tình báo trái phép. Bộ Giáo dục Nhật Bản yêu cầu các viện khổng tử phải giải trình về hoạt động, nguồn tài trợ và số lượng sinh viên. Nhiều đồng minh của chúng ta như Mỹ và nước châu Âu đều chia sẻ những giá trị chung là tự do, dân chủ và pháp quyền. Họ ngày càng quan ngại và muốn bãi bỏ hoặc yêu cầu các học khu phải cung cấp đầy đủ thông tin. Bộ trưởng Nhật Bản Koichi Haguida phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản mới đây. Yoichi Shimada, giáo sư về quan hệ quốc tế Đại học Fuki nhận xét, đối với Nhật Bản, mối lo ngại lớn nhất là các cơ sở này thao túng công chúng theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Giáo sư Shimada cũng đề cập đến khả năng các viện khổng tử hỗ trợ hoạt động gián điệp trong các trường đại học, cũng như thâm nhập vào các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học và các công ty chuyên nghiên cứu công nghệ của Nhật Bản. Giáo sư Shimada nêu ví dụ về trường hợp giáo sư Aminhu từ Đại học Tennessee, Mỹ. Được biết nhân vật này đang bị xét xử vì che giấu mối quan hệ với một trường đại học ở Trung Quốc, trong khi nhận tài trợ nghiên cứu từ chính phủ Mỹ. Sau khi chính quyền Mỹ coi các viện khổng tử là phái bộ nước ngoài, báo chí Mỹ đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi các trường đại học phương Tây đóng cửa các viện khổng tử và chấm dứt hợp tác học thuật với Trung Quốc. Tạp chí Foreign Affairs thậm chí còn cho rằng việc các trường đại học Mỹ chào đón các viện khổng tử không khác gì hành động chào đón các con ngựa thành troi của Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg cho rằng, không giống như Viện Goddard của Đức hay tổ chức RNC Frankes của Pháp, Viện Khổng tử của Trung Quốc không hoạt động một cách độc lập và điều này gây ra nhiều tranh cãi tại tất cả các nước nơi viện này xuất hiện. Một báo cáo về hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc do Viện Hooker và tổ chức Asia Society ở Mỹ thực hiện vào năm 2018 đã cung cấp rất nhiều chi tiết về các viện khổng tử. Báo cáo cho biết, hãng biện cơ quan giám sát các viện khổng tử và trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc có mối quan hệ với chính quyền Bắc Kinh và hãng biện thường thực hiện việc tài trợ cho nhiều trường đại học và trung học ở Mỹ. Theo báo cáo, vấn đề rất rõ nhất liên quan đến hai điều khoản trong các hợp đồng mà hãng biện ký với các cơ sở giáo dục của Mỹ. Thứ nhất, cấm các viện khổng tử có bất kỳ hoạt động nào trái với luật Trung Quốc. Và thứ hai, yêu cầu giữ bí mật hợp đồng. Điều này khiến việc giám sát của cộng đồng học thuật trở nên hết sức khó khăn. Một cuộc điều tra trong năm 2019 của Thượng viện Mỹ cũng cho thấy, các giáo viên của Trung Quốc làm việc tại những viện này sẽ bị chấm dứt hợp đồng nếu họ vi phạm luật Trung Quốc hoặc tham gia các hoạt động gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Viện khổng tử từng bị cáo buộc gây áp lực lên các trường đại học, yêu cầu phải im lặng hoặc kiểm duyệt những chủ đề giảng dạy mà Trung Quốc coi là nhạy cảm. Trong trường hợp tất cả viện khổng tử trên đất Mỹ phải đóng cửa, đây sẽ là cú sốc lớn đối với Bắc Kinh sau gần 15 năm giải công xây dựng. Đó là chưa kể là có khả năng rất cao các đồng minh và đối tác của Washington cũng sẽ nối gót Mỹ nghỉ chơi với các viện này của Trung Quốc. Chuyên mục bình luận quốc tế thuộc của Thế giới nghiêng đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.